Hồi nãy là 10.300 mấy, bây giờ là 10.500 các bạn nha. Cho nên là cách tăng lượt theo dõi trên Facebook này nó rất là ok các bạn nha, rất là nhanh luôn đó. Rồi hello các bạn ha. Trong video lần này Thiện sẽ hướng dẫn bạn cách tăng lượt theo dõi trên Facebook mới nhất và nhanh nhất trong năm 2024 và những năm về sau luôn các bạn nha. Giúp các bạn tăng từ không lượt người theo dõi trên Facebook cá nhân đến hàng trăm ngàn lượt theo dõi, thậm chí là hàng triệu lượt theo dõi trên Facebook cá nhân luôn các bạn nha. Thì để mà tăng lượt theo dõi trên Facebook cá nhân được, đầu tiên bạn truy cập vào Facebook giúp mình nha. Tiếp theo là bạn hãy login tài khoản Facebook cá nhân của bạn vào. Tiếp theo đó là bạn cần phải cài đặt một số cài đặt như mình hướng dẫn đây. Bạn sẽ vào trang cá nhân, sau đó bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng là hình bánh răng các bạn cài đặt nè, trên đây nè, ở góc trên bên tay phải các bạn nha, bấm vào. Rồi bạn kéo xuống mình dưới, bạn tìm đến cái mục là người theo dõi và nội dung công khai các bạn nha. Người theo dõi và nội dung công khai bạn click vào đó. Tiếp theo đó bạn cài đặt lại y chang như mình nè, ai có thể theo dõi tôi, bạn chọn chế độ công khai lên. Ai có thể xem người theo dõi trên dòng thời gian của bạn công khai lên. Ai có thể nhìn thấy những người trang và danh sách mà bạn theo dõi công khai lên luôn. Tại vì nếu như nó có nhiều chế độ lắm, các bạn hãy mở chế độ công khai hết nha. Nếu như bạn chọn những chế độ khác á, thì khi các bạn tăng lượt theo dõi trên Facebook nó không được các bạn nha. Đó, các bạn lưu ý phần này. Ai có thể bình luận những bài viết công khai của bạn cứ để công khai luôn các bạn nha. Rồi thông báo về bài viết công khai cứ để công khai luôn. Rồi thông tin công khai trên trang cá nhân công khai luôn. Rồi những tùy chọn bên dưới nó mở lên hết chứ mình. Đó, như vậy là ok các bạn nha. Tiếp theo bạn hãy thoát ra bên ngoài. Rồi ở đây thì như bạn thấy cái tên Facebook của mình là Lâm Thanh Thiện nè, bạn click vào đấy. Còn cái trường hợp của bạn tên Facebook là gì bạn cũng click vào luôn nha. Sau đó bạn sẽ bấm là kéo xuống bên dưới luôn, bạn bấm là chỉnh sửa chi tiết công khai. Rồi bạn kéo xuống dưới này đó. Ở đây mình thấy nè, có 10.333 người theo dõi. Thì nếu như mà Facebook của bạn đã có 1.000 hay thậm chí là vài ngàn hay là vài chục ngàn người theo dõi rồi mà nó không hiện được như thế này thì... Rồi thì bạn sẽ kéo lên giúp mình nha. Bạn bấm là chỉnh sửa ở chỗ chi tiết nè, bấm chỉnh sửa lên các bạn nha. Rồi bạn kéo xuống bên dưới này. Ở đây, chỗ người theo dõi nè, bạn nên tích vào sở đoan lưu lại nha. Thì nó mới hiện thị các bạn nha. Nếu như bạn không tích, bạn lưu á, thì lúc này dù là cái tài khoản Facebook cá nhân của bạn á, nó có người theo dõi chăng nữa thì nó cũng không hiện nha. Bây mình sẽ lót cho bạn xem. Đây. Tại vì mình đã tắt rồi bạn thấy không? Ở trong thông tin này bạn sẽ không thấy là số lượt người theo dõi của mình bao nhiêu cả. Bạn thấy không? Thì bây giờ bạn muốn nó mở lên lại thì bấm chỉnh sửa chi tiết công khai này. Rồi. Ở chỗ là chỉnh sửa ở chỗ chi tiết này, bấm chỉnh sửa lên. Rồi kéo xuống bên dưới bằng tích lại vào cái ô là người theo dõi này, nó hiện thị lên các bạn nha, bấm luôn. Là ok. Sau khi bạn đã cài đặt xong các bước này rồi á, tiếp theo bạn hãy thoát ra ngoài đi. Bạn hãy dùng bất cứ một trình duyệt web cũng được nha. Bất cứ trình duyệt web cũng được, chờ Chrome hay cốc, chờ Chrome thì biểu tượng màu cam cam như thế này, còn cốc thì biểu tượng nó sẽ là xanh như thế này. Đó, bạn mở lên. Trường hợp bạn nào chưa có những trình duyệt web này, bạn có thể lên App Store hoặc là lên CH Play bạn tải về nha. Rồi ở đây bạn sẽ vào một trang web là sarobot.vn, sarobot.vn các bạn nha. Đây là một hệ thống tăng tương tác mạng xã hội đa nền tảng. Đó, khi vào đây lần đầu tiên á thì bạn hãy đăng ký tài khoản giúp mình. Thì việc đăng ký tài khoản cũng rất đơn giản thôi. Ở đây bạn đặt tên tài khoản, bạn để địa chỉ email của bạn, bạn đặt mật khẩu cho tài khoản của bạn là ok các bạn nha. Tiếp theo bạn bấm đăng nhập ngay. Nếu như trường hợp này mình đã có tài khoản rồi, mình sẽ đăng nhập luôn các bạn nha. Ok, thì đây là cái giao diện lần đầu tiên bạn đăng nhập vào cái hệ thống tăng tương tác mạng xã hội đa nền tảng sarobot.vn. Thì ở đây là cái thông báo mới nhất từ hệ thống này. Các bạn có thể là đọc qua các bạn nha, có thể là chương trình khuyến mãi, chương trình quà tặng gì đó, bạn đọc qua để tìm hiểu thêm. Mình bấm không hiển thị lại ở đây. Tiếp theo để mà tăng lượt theo dõi trên Facebook được á, thì các bạn sẽ click vào ba dấu gạch ở đây, ở góc trên bên tay trái nha, ba dấu gạch này các bạn. Đó, click vào. Thì ở đây bạn thấy số tiền hiện tại của mình là 2.000.000, còn số dư này. Bạn nào mà chưa có số tiền trong tài khoản á, thì bạn cần phải nạp tiền vào để mà tiến hành tăng lượt theo dõi trên Facebook các bạn nha. Vì đây là hình thức chúng ta là mua lượt theo dõi trên Facebook để cho nó nhanh nhất các bạn. Đó, thì ở đây có hướng dẫn nạp tiền rất là chi tiết, bạn đọc và bạn làm theo nha. Bây giờ có tiền tài khoản rồi, bạn lại click vào ba dấu gạch ở góc trên bên trái tiếp. Bạn kéo xuống bên dưới này thì nó có rất là nhiều dịch vụ, từ dịch vụ Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Shopee vân vân. Thì bạn sử dụng dịch vụ nào thì bạn click vào dịch vụ đó. Ở đây mình đang muốn là tăng lượt theo dõi trên Facebook thì mình sẽ bấm vào dịch vụ Facebook. Bạn sẽ chọn là tăng follow trang cá nhân các bạn nha, tăng follow trang cá nhân. Đó, bạn click vào.
Đấy, bằng đợi một chút nha. Thì ở đây liên hoặc ID nè, thì bắt buộc các bạn phải lấy đúng cái đường liên trang Facebook cá nhân mà các bạn cần muốn tăng lượt theo dõi lên nha. Mình thoát ra, mình sẽ copy lại cái đường liên trang Facebook cá nhân của mình nha. Đây. Rồi. Thì để mà copy được cái liên trang cá nhân của mình nè, bằng bấm vô ba dấu gạch ở đây nha, ba dấu chấm chứ, ba dấu chấm ở đây nè. Đó, ở chỗ cái con mắt của con iPhone mình đang quay các bạn, bấm vô đây. Đấy, bấm vào. Rồi bạn kéo xuống bên dưới giúp mình, đây nè, liên kết đến trang cá nhân của bạn, bạn sao chép liên kết nha. Như vậy là bạn đã copy cái đường liên trang cá nhân của bạn, ok đó. Bạn thoát ra giúp mình. Bạn quay trở lại đây. Đó, quay trở lại serobot.vn, bạn hãy dán cái đường liên trang Facebook cá nhân bạn vào đây. Đó, tự động nó sẽ lấy ID thôi các bạn. Ok, sau khi lấy cái ID xong rồi bạn kéo xuống bên dưới. Ở đây có rất là nhiều cái server các bạn nha. Mỗi server nó sẽ có giá tiền khác nhau. Thì bạn chỉ cần chọn một trong những server này thôi. Thì bạn thấy server nào nó hợp với túi tiền của mình thì bạn chọn nha. Ví dụ ở đây mình muốn tăng server 1 đi, vì lý do là phố Lưu Việt nè. Đó, thì mình chọn là server 1. Sau đó mình chọn số lượng các bạn nha. Thì tùy server mà giá tiền khác nhau thôi. Như server này đang là cái server nó có giá tiền mình thấy là tương đối là cao, tương đối cao nhất trong cái server bạn nha. Đó, thì mình muốn nó chất lượng cho nên mình chọn server này. Đó, tốc độ ổn định các bạn, ở đây nó có mô tả của từng server này, các bạn có thể đọc qua để bạn hiểu hơn nha. Mình sẽ tăng cho nó 1.000 đi. Đó, mình chỉ tốn cho 124.000 thôi, nó sẽ tăng cho mình rất là nhanh. Mình bấm tạo tiến trình, mình bấm đồng ý các bạn nha. Rồi, khi nào mà bạn đợi hệ thống serobot.vn này nó trả lại thông báo tạo tiến trình thành công là ok nha. Còn nó thông báo là dịch vụ bảo trì như này á, bấm ok, bạn chọn lại server khác các bạn nha. Có khi là server này đang quá tải hoặc là server này là được quá nhiều người dùng các bạn nha, hoặc là bảo trì. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chọn lại cái server, ví dụ server 8 đi, cho nó rẻ đó các bạn. Tăng 1.000 follow Facebook thì nó có 38.900 rồi, rất là rẻ. Mình tạo tiến trình, bấm đồng ý. Ok, khi tạo tiến trình thành công như vậy á thì bạn có thể là bấm ok các bạn nha. Rồi, bạn có thể là nhiệm vụ còn lại bạn chỉ cần là đợi cái Facebook cá nhân của bạn lên số lượt người theo dõi thôi. Thì hiện tại như bạn thấy là cái tài khoản Facebook cá nhân của mình á, nó có là 10.337 người theo dõi, mình tăng 1.000 nữa nó có thể lên đúng á, là 11.000, hơn 11.000 người theo dõi các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ thoát ở bên ngoài, mình sẽ đợi tầm 15 hay là nửa tiếng và sau đó mình sẽ kiểm tra lại xem là cái Facebook cá nhân của mình đã lên chỉ số follow Facebook chưa các bạn nha. Ok các bạn, sau 5 phút trôi qua rồi thì bây giờ mình kiểm tra lại xem nha. Đấy, mình vô Facebook cá nhân của mình nè. Vlog lại các bạn nha, vlog lại. Đấy. Hồi nãy là 10.300 mấy, bây giờ là 10.500 các bạn nha. Cho nên là cách tăng lượt theo dõi trên Facebook này nó rất là ok các bạn nha, rất là nhanh luôn đó. Và tất nhiên là hiện tại nó đang chạy lên các bạn nha, vì thời gian vẫn còn các bạn. Thì nếu như mà trong lúc các bạn tăng lượt theo dõi trên Facebook ở trên hệ thống serobot.vn này á, sau 48 giờ mà nó không lên đơn, nó không lên lượt follow hay lượt theo dõi như bạn mong muốn á, thì bạn có thể nhắn với Zalo hoặc là Messenger đây các bạn nha, để mà được nhân viên hỗ trợ các bạn nha. Ok, như vậy là Thiện đã hướng dẫn xong cách tăng lượt theo dõi trên Facebook mới nhất 2024. Hy vọng với video này giúp ích được cho các bạn rất là nhiều các bạn nha. Nếu thấy video này hay, bạn hãy cho Thiện một like và đừng quên đăng ký kênh YouTube Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn.